Ê, sao rồi? Tới. Làm gì kêu gấp tao quá vậy? Trời, ra đây ngồi tâm sự. Ừ. Sao rồi? Xong hết rồi. Ê. Hả? Mà mới quen có một tháng mà mày cho về ra mắt ba má mà luôn, mày định cưới luôn hả? Trời, đó là phương châm của tao mà, yêu là cưới, không thể để lâu được, bởi vì đây là tình yêu đích thực, hiểu không? Bạn tôi đây chơi lớn luôn ta. Ừ. Nhưng mà mày với nàng chia tay đúng không? Chia tay gì? Còn gì nữa thì mày đưa về gặp ba má mày mà nhà mày nghèo quá mà nó nhìn cái chạy sách dép rồi đúng không? Chia tay rồi, chia tay, về gặp ba má tao là hai bên nói chuyện đồng ý rồi. Ủa vậy hả? Ừ. Ủa nó không chạy sách dép sao mày mấy tuần vừa rồi mày qua mày chạy em gặp tao hoài vậy? Không hẹn nó là sao? Không có hẹn chứ. Tao có hẹn với nàng nhưng mà tại vì là nàng bận đi làm công việc. Còn mày ở không, không có chuyện làm nên tao hẹn mày. Ê đừng có giỡn nha, dù gì tao cũng chủ quán cà phê này nha. Tao ở không mà tao coi quán. Ê! Cái gì vậy? Nàng nhắn tin, nàng nhắn tin. Phải không? Nhắn tin để chuông là biết liền. Đây. Nhắn tin chia tay mày đúng không? Chia tay đi, chia tay mày cứ nói xui hoài vậy. Ờ gì tao quen. đây coi. Nhắn tin gì? Ồ, nàng sắp tới, tao có hẹn với nàng. Ồ. Vậy là chúc mừng bạn nha, thôi bạn đi. Không, đi đâu? Thì đi gặp người yêu. Tao hẹn ở đây mà. Ủa vậy hả? Ừ. Bây giờ mày không đi, tao đi. Đi, đi đâu? Vậy chứ để tao ngồi ở đây kỳ đà cắn mũi mày. Mày cứ ngồi đây đi, rồi nàng vô tới rồi tao giới thiệu cho mày gặp mặt luôn làm quen. Ôi khỏi đi, kỳ đà cắn mũi lắm, mệt lắm, giờ tao đi vô tao lấy hàng nữa nha. Bán gần hết đồ rồi. Thôi ngồi chơi đi, có đâu. Rồi thôi, ra đi ngồi dọn sau nha. Chúc mày hạnh phúc. Ê, vậy nha. Ê đi câu. Ê thiệt, thằng này thiệt. Hey. Nhìn vậy mà tâm lý thiệt chứ. Hey. Được. Ủa em sao? Ủa nay gặp chuyện gì mà sao mà nhìn em buồn quá vậy? Em u. Em xong rồi. Em gặp chuyện gì hả? Em sắp xa anh một thời gian. Trời. Mà cũng có thể là em sẽ xa anh mãi mãi. Trời, là em đi xa hả? Nó na ná giống vậy đó. Vậy là sao em phải nói rõ ràng cho anh nghe chứ? Em bị ung thư thời kỳ cuối rồi. Bị ung thư hả? Trời, tình yêu của mình là mới chớm nở thôi, chẳng lẽ nó lụi tàn nhanh như vậy sao? Em bị sao ung thư? Anh ơi. Hả? Bác sĩ nói em không có còn nhiều thời gian nữa. Trời. Chắc tôi còn có được 3 tháng thôi. Không. Anh không thể nào chấp nhận điều này được. Bây giờ em cứ yên tâm đi. Bây giờ khoa học tiên tiến lắm, anh sẽ làm đủ mọi thứ, anh đi vay tiền, anh sẽ kiếm thiệt là nhiều tiền để chữa cái bệnh này cho em. Với cái đồng lương ít ỏi của anh đó hả? Không sao đâu, anh đừng có lo, anh đừng có quan tâm tới em, anh quên em đi, anh đừng có nhớ tới một người con gái hồng nhan bạc phận nữa, quên em đi. Nhưng mà nếu như anh thương em, anh chỉ cần nhớ số tài khoản của em là được rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anh nhớ không? Anh phải khắc cốt ghi tâm. Em đi đây. Em không muốn ở đây nữa. Không em ơi. Anh đừng nhớ tới em không, nữa. Em, đừng nhìn em nữa, đừng có theo em nữa. Em ơi. Trời ơi. Cái gì? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Là sao? Ê, mày làm gì tao trong quán vậy, chưa kịp đi mà la gì ôm sùm nha. Em. Nàng đi rồi, đi rồi. Đi một nơi xa rồi. Là sao? Là kêu đi xa. Là đi chia tay đúng không? Chia tay đâu, không phải là nàng đi xa thôi chứ, chưa nói chia tay. Đi xa là thì đi công tác mà mốt nó về có gì đâu. Chứ mới đúng mới yêu lần đầu đúng không? Đúng rồi, nhưng mà nàng nói là đi mãi mãi luôn á. Đi mãi mãi. Định cư luôn hả? Không biết định cư đâu mà đi mãi mãi là sao? Ý là bị bệnh xong rồi mày nói chuyện là... mày nói chuyện trực tiếp với nó mà mày nói tao không hiểu làm sao mày nói là sao mà bị ung thư gì rồi nhớ số tài khoản gì á là không biết là đi đâu nữa. Gì? Mày nói lại cái câu đó. Bị ung thư, nhớ số tài khoản. Nhớ số tài khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 đúng không? Ủa sao mày biết? Hiểu rồi. Sao? Mày giống thằng bạn tao nữa rồi đó. Thằng bạn mày sao? Thiệt. Là sao? Mày đợi tao xíu. Đâu rồi? Mày nhìn đi. Là, ủa sao có hình nàng ở đây vậy? Phải con nhỏ này không? Đúng rồi, hình nàng nè. Tài khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 đúng không? Đúng rồi. Là đó. Sao? Nó quen thằng này là nó cũng y vậy luôn á. Nó bộ sắp chết, đi xa. Rồi sau này cái... Nó không đi xa mà tiền của thằng đó đi xa hết. Cái
Vậy là ý mày nói là sao? Là nó lừa gạt, nó móc túi mày đó, mày hiểu không? Nó đào mỏ mày, mày hiểu chưa? Tao không tin, tao với nàng yêu nhau thật lòng mà. Mày không tin đúng không? Không. Được, mày chờ đi, tao sẽ cho mày thấy sự thật. Alo, rồi làm sao? Anh chuẩn bị nước nâu cho em thôi. Đó, thấy chưa? Xong rồi chưa? Gọn một cái có liền. Anh mới cúp máy ngay là có liền luôn vậy. Trời đó hả? Ơi, mình có tiền có quyền em, tiền nhiều làm gì? Nè, dạ. Anh hỏi thiệt nha. Em yêu anh thiệt không? Giận lắm á nha. Chào. Tự nhiên tới giờ này rồi còn hỏi người ta như vậy hả? Anh dốc dáng như vậy nè, mặc đồ vậy nè, không có sang chảnh gì, không có đồ vest gì mà em vẫn yêu anh sao? Em không sợ xấu hổ hả? Trời ơi anh ơi, đâu có cần quan trọng. Anh á, anh với em là mình ngồi trong xe hơi rồi, người ta nhìn vô người ta thấy chiếc xe không, chứ người ta thấy cái quần áo của anh đâu mà anh quan trọng. Anh đâu có cần phải mua quần áo cho anh, anh chỉ cần mua quần áo cho em là được rồi, em đẹp là được rồi, tại vì em là bộ mặt của anh mà. Đúng rồi, tao nói giàu gì bạn, sang gì vợ mà. Vợ luôn á anh. Cái đó từ từ mình nói sao, anh chỉ dùng cái từ đó anh ví dụ cho nó qua vậy thôi, hiểu chưa? Ờ nhưng mà em à. Dạ. Thật ra hôm nay hẹn em là có một vấn đề anh muốn bày tỏ với em. Vấn đề gì anh? Anh chuẩn bị phải đi xa. Anh đi đâu? Anh đi công tác hay là anh đi du lịch? Cho em đi với. Xa lắm. Không phải công tác, không phải du lịch, mà đi một nơi rất là xa và có thể không quay lại em mà. Đi đâu mà anh không quay lại? Anh quen người nào khác anh bỏ em đúng không? Phải. Anh đi xét nghiệm rồi. Báo với anh điều rất là quan trọng, đó là anh bị ung thư giai đoạn cuối. Cùng. Cuối rồi mà còn cùng nữa ha. Để cho em thấy cái độ sâu của nó. Nó tận cùng, không cứu chữa được rồi. Trời ơi anh ơi. Anh ơi. Sao cái kịch bản này quen quen vậy ta? Sẽ nhớ. Sẽ nhớ và yêu em nhiều. Mãi mãi yêu em. Anh ơi, anh đừng có xa em mà. Không sao đâu, bây giờ khoa học tiên tiến dữ lắm. Bây giờ chỉ cần anh có tiền thôi là anh được nằm phòng VIP nè, anh được mổ VIP nè, rồi anh được điều trị VIP, cái gì cũng VIP hết á. Chắc chắn là anh sẽ hết bệnh mà anh. Anh nghĩ không hết đâu, vì nó đã là giai đoạn cuối. Anh ơi, cùng rồi. Anh ơi, không sao đâu. Bây giờ nếu như mà bây giờ anh cảm thấy anh mệt mỏi quá, anh không chịu được, anh không gượng được thì anh cứ nói với em. Nhà cửa của anh cứ sang tên chị em. Anh đừng có lo gì hết, đã có em bên cạnh anh. Anh biết mà, tài khoản của em là 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sao anh nhớ hay vậy? Em chưa nói mà. Anh tìm hiểu mà, khi yêu là phải hiểu, khi yêu là phải tìm, em hiểu không? Anh không nghĩ là em yêu anh mức độ vậy luôn á. Em vẫn có thể yêu anh cho dù anh phải chết sao? Dù cho anh có chết, em vẫn sẽ không chết cùng anh. Không, ý em là em phải sống chứ. Em phải sống để em còn chăm lo cho gia đình anh, ba má anh, rồi coi sóc nhà cửa, rồi quán xuyến công việc của anh nữa. Đúng em ở lại nhưng mà trong lòng em đau lắm, trong tim em đau lắm. Anh biết là em đau lắm, nhưng em đau không bằng một người đâu. Người nào vậy anh? Tôi nè. Em còn sống hả Lily? Trời ơi, em vẫn sống mà cũng khỏe nữa. Mày thấy chưa? Ung thư giai đoạn cuối nha, không có cùng nha. Mà coi tóc tai rồi không? Vẫn mọc đàng hoàng, không có rụng, chỉ có tao mà rụng thôi. Cảm ơn mày. Nhưng mà anh nói nghe nè Ly, tại sao em lại làm như vậy với anh? Hả? Em nói ngay từ đầu là anh nghèo quá, em không muốn là cưới anh đi. Tại sao em lại lừa dối anh? Em nói là em bệnh. Thôi, trời ơi, khổ mày quá đi. Bây giờ giai đoạn gì nó rõ ràng hết trơn, mày còn mày đọc diễn văn chi vậy? Nó lộ lộ rồi mày còn muốn cái gì nữa, đúng không? Bây giờ sự thật cô là bây giờ thấy chưa? Cô là người đào mỏ, lừa gạt đúng không? Sống cho đàng hoàng này đi. Coi chừng có ngày tóc nó rụng thiệt á, hiểu không? Bị người ta xé áo rồi giật tóc, mày hiểu chưa? Còn mày á, sao? Nhờ có mày mà tao mới phát hiện được cái sự thật phũ phàng như vậy. Còn không là tao bị gạt mất tiền mất của hết rồi. Cho nên mày, là mày diễn văn với tao nữa hả? Không, mày nói gì nó gắn ngắn gọn thôi. Ý là cảm ơn mày. Đó vậy thôi, cũng nói nhiều nó thiệt. Nhiều. Vậy đi theo tao. Đi đâu? Tao sẽ đi kiếm cho mày cô gái xinh đẹp hơn, đàng hoàng hơn, tốt bụng hơn nhiều. Hiểu chưa? Chào cô. Anh Cốc. Ôi trời. Trời ơi. Anh Cốc ơi. Anh Bình. Bình Cốc. Cái lúc mà tốt nghiệp đó, lên lớp đó là anh còn đánh giận chưa được mấy chữ nữa, anh nhớ không?
ở đó mà anh chê con anh cháu anh. Thôi, nữa anh nói sao nhớ sao.